Đất nền, từ khóa hot làm mưa làm gió trên thị trường bất động sản. Nhờ giá thành rẻ, chỉ từ vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng một lô. Song đây cũng là mảnh đất màu mỡ, khiến dự án ma hay các cơn sốt đất ảo bùng phát. Cấm phân lô bán nền, nên hay không? Thưa quý vị, thành phố trực thuộc Trung ương và nhiều địa phương sẽ không được phân lô bán nền. Đó là một trong những nội dung của dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo và đang được lấy ý kiến bổ sung góp ý. Điều này có nghĩa là những tỉnh thành đang có những giao dịch nóng nhất về đất nền như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và một số địa phương khác đang quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh đều không được thực hiện dự án phân lô bán nền. Đề xuất này ngay lập tức thu hút được sự chú ý của đông đảo các nhà đầu tư trên thị trường bất động sản với nhiều ý kiến tranh cãi. Vậy tại sao lại nên cấm phân lô bán nền? Dưới đây là một số ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi cách đây ít ngày. Ròng rã trong năm 2019, các dự án ma đã gây náo loạn thị trường bất động sản phía Nam. Điển hình, công ty địa ốc Alibaba đã lập ra gần 50 dự án với hàng chục ngàn lô đất vẽ trên giấy. Đất nền cũng chính là nguồn cơn sốt đất tại nhiều địa phương. Tại Hà Nội, bất chấp thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một khu đất giãn dân chỉ gần 50 lô nền này tại Thạch Thất cũng bỗng nhiên lên cơn sốt. Như quý vị có thể thấy, xung quanh là đồng không mông quạnh, thậm chí đi thêm vài bước chân nữa thôi là đến đường cụt. Thế nhưng vào giữa trung tuần tháng 3 thì nhiều cò đất đã đến đây đẩy giá những khu đất nền như thế này lên cao gấp 3 đến 4 lần so với bình thường. Bản chất của đất nền là từ một mảnh đất to được chia nhỏ, xé lẻ thành các ô nhỏ, giá thành rất vừa phải, dễ mua bán. Chính vì ham rẻ nên nhiều người đã bỏ qua tính pháp lý. Nhiều mảnh đất vẫn chỉ là ao, vườn, ruộng, trong khi được giao dịch với các hợp đồng tiền trăm, tiền tỷ. Nếu bây giờ chúng ta mà ban hành một cái nghị định mới, trước hết là ở những khu vực đó thì chắc chắn không còn tình trạng là dự án ma nữa. Đấy, bởi vì còn không được chúng ta cấm mà. Tránh cái việc là coi như là khi phân lô bán nền lên mà mục đích là lợi nhuận, chứ cũng chưa có cái việc là để mà ta làm nhà. Thực tế, trước tình trạng sốt đất bất thường, một số nơi như Quảng Ninh, Phú Quốc đã có chủ trương không phê duyệt các dự án có mục đích phân lô bán nền, thậm chí là tạm dừng các hoạt động phân lô tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất. Vâng, cấm phân lô bán nền có thể ngay lập tức chặn đứng cơn sốt đất tại các điểm nóng và xóa sổ dự án ma. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp triển khai dự án bất động sản, đề xuất này có thể gây ra những tác động lớn. Và dưới đây là ý kiến của chính các doanh nghiệp và chuyên gia về câu chuyện này. Cách đây 17 năm trước, thì luật đất đai 2003 đã cấm việc phân lô bán nền. Lúc đó, các chủ đầu tư phải xây nhà xong mới được bán. Tuy nhiên, có vẻ như là việc cấm này không hạn chế được đầu cơ bất động sản. Bởi vì như quý vị cũng có thể thấy là có rất nhiều biệt thự xây xong nhưng vẫn bỏ hoang nhiều năm như thế này. Các doanh nghiệp bất động sản cho biết nếu phải xây nhà xong mới được bán, doanh nghiệp sẽ buộc phải có tiềm lực tài chính lớn. Các cái thành phố lớn như Hà Nội, như Thành phố Hồ Chí Minh thì đúng là trong nội đô dứt khoát không cho phân lô bán nền, bởi vì nó sẽ bom nát quy hoạch và nó làm phá cảnh quan của cái đô thị ra. Nhưng với những các cái tỉnh mà xa trung tâm và ở những cái khu đô thị không trực thuộc thành phố trung ương thì chỗ này nên mở rộng, nên xem xét cho phân lô bán nền. Theo tính toán của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đối với một dự án có diện tích khoảng 30 đến 50 ha, nếu dự án chỉ phân lô bán nền thì doanh nghiệp chỉ cần bỏ ra khoảng từ 300 đến 500 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng và các thủ tục tài chính khác. Nhưng nếu buộc phải xây nhà xong mới bán thì doanh nghiệp sẽ phải đầu tư gấp 4 đến 5 lần, tức là phải có nguồn vốn vài nghìn tỷ đồng. Những gia đình, những hộ cá thể ở những khu vực bị cấm là không thể phân lô phân nền để chia tặng cho các cái thành phần trong gia đình của mình. Tôi nghĩ rằng là khắc phục cái vấn đề dự án ma, khắc phục cái vấn đề là mua bán đất nền lòng vòng để thổi giá thì đó là câu chuyện quản lý chứ không phải là câu chuyện pháp luật cấm phân lô bán nền, đấy mà cần phải cân nhắc rất là kỹ. Để chấm dứt tình trạng các doanh nghiệp chỉ lập dự án nhằm mục đích phân lô bán nền thu lợi nhuận, sau đó để đất hoang hóa, các chuyên gia cho rằng nên điều chỉnh bằng sắc thuế. Ví dụ như trong vòng 5 năm mà anh không xây thì anh phải nộp cái thuế phạt của cái tiền sử dụng đất một cách vô hiệu. Tôi nghĩ rằng chẳng có người đầu tư nào
mà mua xong để đó để chấp nhận trả một cái thuế mà không sinh lợi. Dịch COVID-19 đã tạo ra cú sốc lớn trên thị trường bất động sản, lượng giao dịch giảm tới 70% trong quý 1. Các chuyên gia cho rằng, vào thời điểm này, việc mở rộng cấm phân lô bán nền tại các địa phương có thể khiến các doanh nghiệp vốn đã khó khăn lại càng thêm lao đao. Bởi vậy, việc cấm phân lô bán nền tại đâu, tỷ lệ cấm phân lô nền tại một dự án là bao nhiêu, cần được tính toán kỹ để phù hợp với lợi ích của tất cả các bên.